Kính thưa các anh chị doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân SME. Trong cái bối cảnh kinh tế đang có những cái dấu hiệu về suy giảm do cái đại dịch Covid thì hơn bao giờ hết, chính lúc này là lúc chúng ta cần thể hiện một cái tinh thần doanh nhân và cái trách nhiệm xã hội đối với lại doanh nhân Việt Nam. Ngày ngày mùng 4 tháng 3 năm à, 2020 thì thủ tướng chính phủ đã ra một cái chỉ thị trong đó có nêu ra rất nhiều các cái giải pháp để à, thúc đẩy và tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ Covid và ngay lập tức ngày 12 tháng 3 ngân hàng nhà nước cũng ban hành một cái thông tư mà có hiệu lực trong ngày và hôm nay 16 tháng 3 thì chúng ta cũng đã thấy là ngân hàng nhà nước tiếp tục phát đi một thông báo về giảm lãi suất à, giảm ngay lãi suất huy động và các cái lãi suất cho vay à, của của ngân hàng nhà nước vậy thì ở thời điểm này là thời điểm tất cả cơ uh, bộ ban ngành cơ quan quản lý nhà nước đều và đã đang rất là quyết liệt để cùng với lại nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp uh, tháo gỡ các khó khăn và làm thế nào để cho cái nền kinh tế vừa chống dịch như chống giặc nhưng lại vừa thực hiện được nhiệm vụ kép đó là vẫn phải giữ được cái tốc độ phát triển kinh tế và bình ổn được kinh tế.